ta sẽ trở lại với những thông tin dự báo thời tiết. Chiều nay thì mưa dông tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở miền Tây, trong đó có mưa lớn ở Cần Thơ. Không biết là sang ngày mai thì mưa có giảm bớt không chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào trường quay VTV Cần Thơ và quý vị khán giả. Khả năng là mưa vẫn còn xảy ra ở nhiều tỉnh thành miền Tây, thậm chí là sẽ xuất hiện nhiều điểm mưa vừa, mưa to như là tại Kiên Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Quý vị cần lưu ý là trong mưa dông dễ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Dự báo là miền Tây còn có thể có mưa nhiều trong 2 đến 3 ngày tới. Cuối tuần này thì mưa sẽ giảm bớt, trời nắng nhiều trở lại. Như là tại An Giang, từ ngày thứ 5 cho đến ngày thứ 7 thì mưa sẽ giảm dần. Nhiệt độ tăng lên, dao động trong khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Rất là lý tưởng để mà mọi người có thể tham gia ngày hội mùa nước nổi lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Với chủ đề Láng Linh mùa nước nổi thì ngày hội mùa nước nổi sẽ diễn ra với rất nhiều hoạt động như là không gian ẩm thực, mô hình bè nổi, đờn ca tài tử, trò chơi dân gian, đua xuồng với cự ly 1.000m. Ngoài ra thì du khách có thể tham quan miền sông nước bằng xuồng ba lá và bè nổi, mang đậm văn hóa miền Tây. Trở lại với diễn biến thời tiết trong sáng mai thì miền Tây vẫn sẽ có những khoảng nắng mây đan xen. Nhiệt độ cao nhất tại Cần Thơ, Vĩnh Long và các nơi khác đều phổ biến trong khoảng 32 độ. Chỉ ít nơi như là tại Rạch Giá, Cà Mau và Bạc Liêu thì thời tiết dịu hơn, 31 độ. Thành phố đảo Phú Quốc thì không khí cũng khá là dịu mát với nhiệt độ buổi trưa mai không quá 31 độ. Đến chiều thì mưa dông sẽ quay trở lại, mưa có thể kéo dài từ 2-3 giờ chiều cho đến 6-7 giờ tối. Có thể có mưa to kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Trên biển, tàu thuyền ra vào các quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo dự báo là đêm nay và ngày mai tiếp tục đề phòng mưa dông dễ kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải.